Nào bộ gì ta? Gì? Bad Betray. Betray at the house on the hill hả? Nó nghe quen quá, nghe giống. Betray là gì tán bộ? At the house, ở căn nhà trên một cánh đồng. Bộ này đúng bự. Mày là cái gì nữa? Không phải đúng nhưng mà Nào quen có gì? Ở đây cũng là hình cái tượng nó một bộ về phim kinh thôi. dị. Thêm cái gì? Đúng rồi. Chứ là cho phim kinh dị biết cũng biết bộ này mà. Ok, mở thử. Hàng US. Lấy ra hộp giấy không? Lấy ra hộp giấy không? Ba đến sáu người chơi, chơi trong vòng một tiếng. Rồi mua nhiêu quên rồi. Ôi, sao bị mớp hộp rồi chị? Tao biết ngại. Cái nào cái hộp nó phí quá thôi. Phí quá đẹp. Hộp đẹp ha. Không biết con gặp rồi đó. Đồ gì vậy? Câu đố hả? Nó là được ngày nào làm rớt. Đây là cọc bài. Giống mà thủ lĩnh hay bài của Sakura giống anh ra đây giống như là một cái câu chuyện này do not read không được đọc ai coi về coi gì đi quốc ơi cái gì bộ này có chuyện luôn hả nhìn đi nè do not read là cái chuyện đầu tiên giống giống sổ tự thần rồi chúng ta sẽ có một sự hướng dẫn là mày ở đâu ở chỗ ngoài hay chưa hướng dẫn này trên sao hướng dẫn thôi đi nhà cái nghiên cứu viên gì khác chưa mở đây không giờ một bé này ok.